Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị, quý khách hàng trên toàn quốc cái mẫu sản phẩm đó là ngai thờ gỗ Mita và bài vị. Đây là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng tới từ khách hàng Thanh Hóa. Chúng tôi đã làm cho gia đình anh sơn son thép vàng Đài Loan, hàng mộc là bằng chất liệu gỗ Mita. Trong video này chúng tôi giới thiệu hàng hoàn thiện và video đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn đồ thờ cúng của chúng tôi. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp các cái loại ngai thờ bài vị, mẫu mã đa dạng. Trong video ngày hôm qua chúng tôi đã giới thiệu 4 cỗ ngai thờ gia tiên chúng tôi bán về Nghệ An. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu một cỗ ngai thờ vành tai trơn có kích thước là chiều dài 60, chiều sâu 47, chiều cao là 97 cho khách hàng. Chúng tôi cũng gửi tới gia đình khách hàng là chúng tôi đã hoàn thiện đầy đủ sơn son thép vàng, chuẩn bị bàn giao. Chúng tôi quay chi tiết từ dưới chân lên trên đỉnh cho quý vị xem, vì ngai thờ nó có rất là nhiều mẫu. Thì quý khách ưng mẫu nào, quý khách hãy chụp hình gửi về Zalo 0986 883349 cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và báo giá. Chúng tôi chỉ chạm đầu rồng, còn phần thân là chúng tôi để trơn, vành tai trơn, bên này một cỗ nữa. Chúng tôi hoàn thiện rất nhiều đồ thờ cúng cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Gia đình anh cũng đặt một cỗ ngai thờ và một cỗ bài vị. Thì chúng tôi vừa về sơn xong, chúng tôi để ra ngoài. Và khi về nhà thì anh sẽ cho bài vị lên trên cỗ ngai này. Được đúng vị thế uy nghiêm, sang trọng. Cỗ bài vị này gia đình anh đưa cho chúng tôi rất nhiều chữ nho nên chúng tôi phải khắc thành hai dòng. Cỗ bài vị này là cao 75 phân, chiều sâu 25 và chiều dài là 32 phân. Gia đình anh đưa rất nhiều chữ nho và toàn bộ là không có phụ đề để anh thờ gia tiên. Quý khách có nhu cầu làm về ngai thờ bài vị, hoành phi câu đối thì quý khách liên hệ với chúng tôi. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bên cạnh mẫu ngai thờ này chúng tôi còn các cái mẫu ngai thờ vách, ngai thờ cột cỡ lớn cao 1m17. Nếu như làm cho đỉnh chùa thì chúng tôi đã làm các cái cỗ ngai cao 1m27, cao như bàn thờ vậy, rất là to. Đó là cỗ ngai cho đỉnh chùa. Cỗ ngai thờ này là cao 97 phân, được sơn son thép vàng Đài Loan và được làm 100% từ chất liệu gỗ mita, gỗ mít ăn quả. Chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều đồ thờ cúng cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc, câu đối, hoành phi, cuốn thư, khám thờ. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã xem video và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.